sự ra anh em cùng quay trở lại với kênh của mình và tiếp tục hành trình chia sẻ đến anh em một công thức siêu mới để anh em tự là vận dụng và áp dụng vào cái trình chơi và cũng như là các chơi của anh em. Thì nói chung là sẽ cực kỳ là chuẩn xác nếu như mọi người có việc đúng trung tâm và chơi này luôn. Còn hiện tại thì anh em cần tính cho mình cái điểm sinh vào ngôi sao ví dụ hoặc là sinh vào một màu hai và sinh màu ba bộ có ba điểm sinh màu đúng không? Để mà đúng chính xác vậy thì anh em phải cùng quan sát nếu có sự đúng của nó ví dụ chúng ta là đó là 6, 5 này, và đây là đấu 4, 4, 6 này. Thì đều là sẽ được xí ngầu cực kỳ là bao bởi vì đây là các tài 15 này. Thì đây mình sẽ như đây nha, các tài 10, các tài 15 này. Thì để mà xuống thì đúng không ạ? 6 thì nó bắt xuống 5 cho mình, 5 này thì nó bắt xuống 1, 4 này là các bên này. Đôi sẽ là một tài 14 thôi. Đây sẽ là một tài 14 tiếp. Thế thì 5, 4, 5 này như thế nào? Thì ở 5, 4, 5 này lên 5 thì nó sẽ là 4, 2. 4 này thì nó lại lên 5. 5 này thì nó lại xuống 1, đúng chưa? Đấy, thì đây là cái điểm sinh đầu có tạo từ sự tám này luôn. Mình vừa có được sau cái điểm chín đầu đây và sẽ như là liệu đây bị bắt được kết quả được chưa em và tiếp tục hai này em để như bốn đi năm này anh em có thể làm yên một ngày thì mấy em có thể làm yên đây là cái sự mười đúng không nó sự mười năm đúng một bốn một năm thì cũng như nhau và đây là cách sau chín đầu của mình ở ba bộ chín đầu lên chuyển lên xuống hay như thế nào anh em dựa vào nguyên lý và cũng như là ở nguyên tắc của chính xác của cầu nó chạy xíu ngầu nó lên xuống như nhé. Ok tiếp tục và bốn thì em sẽ có thể là làm nguyên cho mình đi năm này là chín hai cầu này là lên ba đó thì chúng ta sẽ có đây là con chữ chín anh em nhé con chữ chín này thế thì đây sẽ là cầu chạy hai ba hai hoặc là nếu cầu nhưng mà một công thức sau chín rồi thì nó hoàn toàn cũng sẽ bắt theo kiểu là ví dụ là hai một hai sau đó sẽ hai hai đúng không? Đấy, nhưng mà áp dụng công thức sau và nó chính là vào thì mình mới hiểu được là chạy tên là ba cái điểm sử đây. Ok tiếp tục bốn của anh em sẽ bắt cho mình lên năm này hai này anh em bắt cho mình là ba này ba này bắt cho mình là năm này bây giờ chúng ta có tài 13 ở đây là một cái cầu 9, 13 hợp lý luôn đúng không? Chẳng tiếp tục 5, 16 3 là 4 này. 5 này là 2 có gì chúng ta sẽ có đây là toàn 12 đây đúng câu là 2, 3, 2 chưa? Đấy, có là chuẩn luôn đúng không? Anh em cứ dựa theo các điểm chính ngầu của mình để bắt luôn. Khi mà anh em dựa theo hoàn toàn cái quy luật này của nó chạy thì anh em sẽ soi vào ủa xí ngầu này một thời gian thôi là anh em quen thuộc và hiểu rõ hết bản tướng nó luôn chuyển như nào dựa vào đâu anh em nhá thì tức là sao tức là mình dựa vào chỗ nào thì mình để tự tin vào mình bắt luôn chuyển như nào nếu ta hiểu là cái quy luật của nó chạy thì nó sẽ có ví dụ như nào anh em nhìn ở đây là 6 5 bằng 4 thì đây là đường chặn đường vẽ ở đây là đường chặn đường chặn chúng ta gọi là đường vẽ đường vẽ thì chúng ta gọi là chặn lệ chẵn của em này có nhưng mà hiểu như thế nhé nghĩa là làm cái điểm này còn điểm nào lên xuống mình còn nhìn theo cái cầu nữa nhìn theo cái cầu và nhìn theo cái cầu nguyên tiếp đó là 25 và 25 đúng không phải chịu cân bằng nhau thì mình sẽ áp dụng nó soi ở sưu tập nữa là có kết quả đẹp luôn nhé như đây là đây là cái điểm đối rồi lệ chẵn này lệ là chẵn này để mà chẳng có rồi để đưa 6 thì sẽ bắt đầu đúng 5 này 4 này 3 2 này 1 này đều sẽ 9 rồi ok đấy nói chung là anh em cứ theo kỹ cho mình sau điểm lẻ thì gọi là điểm chẵn sau điểm chẵn thì chúng ta bắt vào cái điểm lẻ anh em nhé nên là vì thế cầu nó chạy dù có như thế nào chẳng nữa thì anh em soi thì cứ phải
kiểm soát thì nó chuẩn xác của cổ mặt và hầu như là không có một cái tỷ lệ sai ở đây thì nó có thể đạt được cái kết quả nó không chuẩn được, nhưng không có công thức sau chứng nào này có biểu hiện được ra cầu nó chạy như thế này ở đây luôn, nên là vì thế mình rất là tự tin khi mà mình áp dụng đi bước 4 và 20 phút mình sẽ nặng cá tiếng lên là 50 phút anh em, rất là đơn giản thôi, chỉ trong vòng 7 phút thôi là có thể là lúc 50 phút ở đây rồi, nên là vì thế ngon cứ tự tin áp dụng công thức này vào. Và nếu như anh em muốn đi một điểm gần mức 4 là ai này, 4 này, 6 này, và 8, cuối cùng là 10. Nếu muốn này thì em phải là có mức 4 to đúng không? Ví dụ 2 củ, 4 củ, 6 củ, 8 củ và 10 củ ở đâu nhỉ? Đi nhanh như vậy cũng là ok thôi. Nhưng mà em phải có mức 4 to này. Và cũng phải có tinh thần thép nữa đúng không? Chứ không phải là cắm đầu cổ vào sau đó là tính toán đâu anh em nhá, chơi và phải tìm hiểu kỹ theo xem là đúng có đúng cái xu hướng của nó chạy như vậy không, có đúng của phiên của nó ngay là cầu nó có dễ mắc được cái ám được vượt cái các dữ bố này không thì mình nhớ mình pha như vậy, chứ không phải là cứ vào là thấy là pha như vậy nhá, nên là vì thế anh em cứ bình tĩnh xử lý là anh em sẽ được tốt theo cái mức lời mà anh em mong muốn là đến 50 củ ở đây. Đó, chỉ cần là 4 20 củ hoặc là 40 củ cũng được. Mới làm sao mà biết kết của bạn nhé. Và đây là phong cách so sánh ngầu của mình. Sau cái này thì thắng phần 90% của mình. Thì có thắng 90% của mình. Và vì thế thì anh em thoải mái nó không đi. Ok, thì video này sẽ kết thúc ở đây. Và chào tất cả anh em, hẹn mọi người và anh em ở những video sau. Có những câu hỏi gì hay và các chơi gì ok thì mình chia sẻ anh em tiếp. Chào tất cả anh em nhé. Bye.